Mấy anh tìm ai đấy? Có phải đây là nhà chị Phượng không? Phải. Nhưng mà các anh là... Bảo với chị Phượng là có sư đến tìm. Đợi một chút. Chị này, có thằng nào tên Sứ đến tìm chị đấy. Cứ cho nó vào đi bạn chị đấy. Vâng ạ. Vào đi. Chào chị. Vừa xuống tàu à? Dạ không, bọn em đi ô tô. Ôi giời ơi, xe chật như nêm, bẩn như xe chở lợn. Chồng bà chị dạo này ách ra phết. Ách chó gì, đói sắp chết đây này. Cũng may là vác ở ngoài đấy được ít tiền, mua cái nhà này. Với lại thuê cái quán phở, để anh em nuôi nhau mà sống. Thú thật với bà chị, từ khi ra tù đến nay, em đã liên lạc với đám bạn bè cũ. Nhưng dạo này bọn nó cũng đói, nên cũng chẳng giúp được gì. Em chợt nhớ đến bà chị, nên lặn lội tìm về nhà chị. Em gái của chị bảo chị đã vào trong này. Em phải nói gạt là em kết nghĩa xưa, cô ấy mới cho số điện thoại. Tính chị thì hay thương người, nhất là những người cùng cảnh ngộ. Đây là thằng Khá, và còn hai thằng nữa cũng đang trên đường vào. Bọn nó cũng từng vào tù vài lần như em. Chào chị. Càng nhiều thì càng tốt. Chị nhận làm đệ tử để kiếm thế lực thêm vây cánh. Chứ anh em phải tự kiếm sống nghe chưa. Chị nuôi hết không nổi đâu đấy. Sức dài vai rộng, lại liều mạng như bọn em, sợ gì chẳng kiếm được miếng ăn. Cái chính là bọn em muốn có một thủ lĩnh máu lửa, có máu có mặt như bà chị đây, để sống cho thật sướng. Khẩu khí được đấy. Nhưng mà trước mắt ấy, là phải chịu khó làm việc. Cứ làm những việc tạm tạm khổ như trước đi rồi chị tính. Bọn em đói quá. Chị có gì cho bọn em ăn tạm được không? Để chị cho người qua chở em qua quán phở, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Chị định cho bọn em đi bán phở á? Bán phở thì có mấy đứa gan thỏ làm rồi. Còn cỡ gan hùm giống như em ấy thì phải làm những việc phù hợp hơn. Chị Phượng này. Thế chị đã ngắm được việc gì cho em chưa? Tạm thời thì em cứ làm một chân bảo vệ ở một khách sạn nhỏ nhỏ. Trước mắt vậy đi. Bọn em vào đây lạ nước lạ cái. Chị đặt đầu, bọn em xin ngồi đấy. Alo, em nghe chị. Hà Tí à, qua bên đây chở hai đệ tử mới của chị về bên đấy. Nhưng mà chỗ của em chặt quá rồi. Chặt thì cũng phải giải chiếu ra mà ngủ. Dạ. Em chào chị. Dạ chị em về. Em về luôn chào nha chị.
Em đi nha chị. Em thấy chưa? Nhìn bọn nó, đám bầy xoài phải sợ khiếp vía. Để con. Tôi tới đón Diệu Linh đi làm. Dạ. Linh ơi, có người lên trước con nè con. Dạ. Thưa má, con đi làm. Thưa ba, con đi làm. Hình như hôm nay cháu có chuyện gì vui sao không? Dạ, ở chỗ con làm có chuyện vui lắm. Kể chú nghe được không nào? Con chỉ kể cho mình chú nghe thôi nha. Là tài xế cho cháu thời gian qua nên chú được tin cậy chứ gì. Dạ, chú biết không, con chưa từng gặp người xe ôm nào vừa lạ mà tốt như chú đâu. Lạ hay không là do cảm nhận của cháu, còn tốt thì do xuất phát từ sự đồng cảm của những người lao động với nhau. Đó, có người xe ôm nào nó hay như chú đâu, vậy là lạ rồi. Mà cháu vẫn chưa kể cho chú nghe về chuyện ở chỗ cháu làm việc. Nói trên đường không có tiện lắm, hôm nay mình vô quán cà phê nha, con mời chú á. Thôi, để chú mời. Dạ. Dạ, anh chị muốn thuê phòng mà. Có tám hẹn ở đây không? Dạ, anh chị có hẹn trước chưa? Thế lão tám chưa nói gì với cô à? Dạ thưa, em mới thay ca nên không biết. Có lẽ anh trực ca trước quên báo lại. Gọi điện cho lão tám, nói là có chị Phượng Đê tới gặp. Dạ. Alo. À dạ thưa, có chị Phượng tới ạ. Nói là có hẹn và muốn gặp giám đốc ạ. Nói ở ngoài phòng đợi tôi một chút. Dạ dạ. Người đẹp anh nói ngọt ngào thế nhỉ. Cơ ngơi to đẹp như vậy, không nói ngọt là không xong đâu. Thế lão tám nói gì? Dạ thưa, giám đốc em đang ăn sáng ạ. Dạ, em mời chị qua ghế ngồi, chờ một lát ạ. Cũng được, nhưng mà nhớ gọi cho tụi này mấy lâu lóng nha. Lâu lóng là gì ạ? Lại đây. Lâu lóng là cà phê sữa nóng đấy. Hiểu chưa cưng? Dạ, mời chị ạ. Cháu ngồi đi. Dạ. Dạ mời chú ạ. Cho một cà phê đen. Chị dùng gì à? Cho cà phê sữa nha. Thế nào? Chuyện vui là chuyện gì vậy? Chuyện là gì? Ở chỗ con làm á, có hai thằng bảo vệ vừa bị công an bắt. Bị bắt về tội gì? Con không biết nữa. Mà hôm bữa con thấy đi cùng với giám đốc ra ngoài tỉnh chơi, mấy hôm rồi không có quay về. Sau đó con dò hỏi mới biết hai thằng đó bị bắt vô trại rồi. Thế giám đốc có bị bắt không? Không, ngày tối hôm đó ổng về,
Nhưng mà nhìn nét mặt con thấy lo lắng lắm. Người công chỗ làm việc bị bắt mà vui là sao? Không phải chỉ có một mình con vui đâu, tất cả nhân viên ở đó đều vui. Ở phòng hát karaoke của tụi con á, chú biết không, hai thằng đó độc ác và điệu cán lắm. Có những hôm vắng khách, tụi nó mò vô phòng nhân viên liền, rồi giở trò sàm sỡ và lợi dụng. Rồi lúc mà tụi con hát với khách xong á, là thế nào tụi nó cũng đòi tiền bo à. Sao lại có loại bảo vệ khốn nạn như vậy? Khốn nạn lắm chú. Tụi con hát khang cả cổ, nhiều khi còn phải chiều chuộng mấy ông khách mà thích sàm sỡ đó. Được bo có vài chục, vậy mà tụi nó còn đòi chia đôi. Nếu mình không đưa thì sao? Thì chúng đánh, đánh tàn bạo lắm đó chú. Có nhiều đứa bị đánh thâm tím mặt mày, có những đứa bị chúng nó thôi vô ngực ho cả tháng trời luôn. Thế sao không báo lên giám đốc? Giám đốc cũng sợ tụi nó lắm, tại vì ổng đâu phải là chủ của tụi nó đâu. Chủ của tụi nó là ông Bảy. Mà thằng Trạch mấy tháng trước đến đây làm cũng đâu phải là người của ông Bảy, mà của bà nào ghê lắm, cũng bị bắt rồi. Quả đúng như báo chí đài thường nói, đó có lẽ là thế giới ngầm của bọn kinh doanh dịch vụ ăn chơi. Thì đó, từ khi hai tụi nó bị bắt xong, tụi con thấy cứ như là được cởi trói, thu nhập cũng có khá hơn. Ước gì cháu có một việc làm khác, hay một cửa hàng nhỏ, để thoát khỏi cảnh sống này. Dạ. Con cũng cố chịu khổ, chịu nhục, chỉ mong nhanh nhanh có được một chút vốn để sau này mở một cửa hàng nho nhỏ. Nhưng sao thấy khó quá chú à. Chú chỉ lo là thằng Trạch này bị bắt, sẽ có thằng Trạch khác còn tham lam và độc ác hơn. Dạ mời chú. Mời chị Dung ạ. Thằng em này bái phục bà chị. Mới vào đây chân ướt chân ráo mà đã tạo được uy tín với dân anh chị trong này. Chó gì mà phải bái phục. Đói ăn vụng túng làm liều. Chị mày ấy, tính cả rồi, cái quán phở thì cũng đủ nuôi sống anh chị em. Nhưng mà nghĩ lại, ngày xưa ở ngoài đấy chị mày như bà Hoàng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Còn đàn em thì cả một tiểu đội, chỉ cần hê lên một tiếng là bọn nó xúm xít lại phục vụ. Chị có cái nghề hái ra tiền như thế mà sao vào đây không trổ tài? Cũng định rồi, nhưng lại kẹt lão Bảy. Gã là dân máu mặt của giới đỏ đen trong này. Nếu mà mình không thông báo, không nộp tô, nó đi chết mình ngay. Bọn em vào đây giúp chị một tay, phải bắt lão Bảy ấy, chia quyền chia lợi, chia lãnh thổ làm ăn. Đúng vậy, chị cũng đã dùng biện pháp mạnh, nhưng mà chú vào đây ấy thì càng phải mạnh hơn. Chị yên tâm đi, còn hai thằng nữa chịu chơi lắm, nó đang trên đường vào đây. Dạ, ông chủ với cậu mới về. Sáng giờ có ai tìm tôi không? Dạ có, cô bạn gái của cậu. Cô đến từ sáng, đang đợi cậu ở trong nhà. Chú à, con pha trà từ sáng giờ đợi chú đó. Chà, mệt quá. Làm xe ôm có bộ thoải mái dễ chịu hơn làm đại gia đó nha. Dạ thưa giám đốc, khách của ông ở bên đó ạ.
Khách khứa gì cái bọn chúng nó, một đám cào mặt ăn dạ đây mà. Chẳng hiểu sao ông Bảy Xoài ông lại sợ tụi nó đến vậy chứ. Cháu gọi điện cho bên nhân sự đó, là lên đón hai nhân viên mới, rồi sắp xếp cho hai anh này lên bảo vệ cái phòng hát mới cho chú. Mày nói hai ảnh làm hai bản lý lịch, một bản á nộp cho phường, một bản á nộp cho công an để đăng ký tạm trú. Dạ. Ừ. Bồ lão, mày đặt lý lịch tặng chú tặng chó. Thử hỏi cái đám cà ve ở đây có con nào có lý lịch lý léo tặng chú tặng chéo con mẹ gì. Chị yên tâm, bọn em sẽ làm một bản lý lịch tự khai, khi bọn chúng nhìn vào sẽ phát ơn. Bố bảo lão Tám cũng chẳng dám nộp cho công an. Trà em vừa mới pha xong đó. Sáng giờ lang thang ngoài chợ cá, thèm uống nước trà muốn chết luôn á. Mời chú. Về tới đây rồi, những cái thủ tục rườm rà khách sáo cho qua. Uống nước đi rồi mình vào việc luôn. Dạ. Giang quân báo cáo về tình hình chợ đầu mối thủy sản trước đi. Dạ, đúng như bản báo cáo của công an phường sở tại gửi lên cấp trên. Xét về mặt hình thức thì mọi chi tiết trong hồ sơ đều rất là khớp, nhưng mà về bản chất thì hầu như đã khác hẳn chú ạ. Khác gì thế nào? Hầu hết tất cả mọi người trong tòa bảo vệ trước đây đều đã có tiền án tiền sự. Họ đã từng làm bảo kê nhà hàng, khách sạn ở một số nơi. Từ khi chính quyền địa phương và ban quản lý chợ họ củng cố lại lực lượng bảo vệ thì bọn chúng đã được điều gì đây? Mấy năm trước, tổ chức tội phạm của Khánh Trắng cầm đầu được mọi người coi là đã cải tà quy chính, gồm những người đã hoàn lương có ý muốn làm lại cuộc đời, tập hợp lại thành một đội bốc xếp ở chợ Đồng Xuân. Chỉ đến khi chúng gây án thì mọi người mới dở lẹ. Hồi con còn học ở trường cảnh sát, thầy giáo của con cũng thường lấy tập đoàn tội phạm này ra làm ví dụ. Từ khi có đội bảo vệ này thì tình hình trật tự ở đây khá yên ổn. Bọn xin điểu, móc túi, giật đồ, thậm chí không dám bén mảng tới đây nữa. Chỉ có điều là bản chất của bọn này cũng chỉ là cướp ngà giả mang. Ngoài số tiền vệ sinh, tiền an ninh trật tự mà bà con làm ăn ở đây phải nộp cho phường và ban quản lý chợ, bọn chúng đã tự đặt ra 3 mức tiền bảo kê. Mức thứ nhất là từ A đến B, mức bảo kê thứ hai là từ B đến C, mức bảo kê cao nhất là từ A đến Z. Ban quản lý chợ có biết điều này không? Dạ có, nhưng việc thu tiền bảo kê hầu như đã xảy ra ngầm, hoặc là bị cưỡng ép thôi. Thưa chú, ngoài việc thu tiền bảo kê, tiền cho vay nặng lãi, thì tất cả những người đang mắc nợ của bọn chúng đều xuất phát hầu hết từ số nợ của tiền bảo kê, tiền sắp xếp bến bãi và tiền thu chỗ của những người xe ôm, xích lô và hành nghề ba gác. Cháu đã thu thập được danh sách những người trở thành con nợ của bọn chúng, và số nợ lên đến hơn 1 tỷ. Những người lao động chịu quá nhiều đau khổ. Chỉ riêng gia đình Diệu Linh, cha thì bị bọn mượn danh nghĩa bảo vệ chợ bóc lột trắng trợn, con gái thì bị bọn vệ sĩ ở Dũng Trường, khách sạn hành hạ ăn chặn. Con nghĩ đã đến lúc phải đưa bọn này ra trước pháp luật. Nhưng tất cả phải nói bằng chứng cứ, chúng ta phải thu thập bằng được những chứng cứ thuyết phục. Chà, từ ngày thấy anh nhà hàng có vẻ khấm khá hả? Đó là công lớn của ba. Ba đã dàn xếp các đối thủ để nhà hàng được yên ổn, nên là khách mới đến đông như vậy. Nói vậy thôi, mỗi tháng nhà hàng kiếm được vài trăm triệu, nhưng lại mất cả trăm triệu ở chỗ khác. Tất cả là tại anh á. Hàm hố nhiều thì rủi ro cũng lắm chứ sao. Em không hiểu gì hết.
tại ba. Ba đang nuôi một lũ ong trong tay áo mà không biết. Nuôi ong nào? Con nhỏ Phượng Đê với đám tay chân của nó chứ ai. Thì đằng nào mình không phải thuê người để bảo vệ. Bảo vệ gì cái đám đó? Tham như chó. Từ khi hai thằng đó đến vũ trường, khách và vũ nữ than quá trời. Lại còn thằng cha chỗ tắm hẹn nữa, vừa mới bị bắt xong đã con Phượng Đê nó tới. Nó đòi người, đòi bồi thường. Anh tưởng là sau vụ này ba sáng mắt ra. Có ai ngờ đâu, vừa sáng nay ba lại ép chú tắm hẹn nhận thêm hai thằng nữa. Nè, anh đừng có hổn nha. Đầu ba đã hai thứ tóc rồi, ba nghĩ sâu xa hơn anh nhiều đó. Anh đang điên lên nè. Anh tính gặp thằng Di để cùng tính sổ vụ này với nó. Thôi, anh đi bàn chuyện này với chú Tám á. Đừng để anh Di dính vào chuyện này, em sợ lắm. Đúng là đàn bà, nhát như thỏ. Rồi em sẽ thấy thằng anh hai của em như thế nào. Vô phòng hát karaoke đi. Lúc nào thấy cần á thì tôi sẽ gọi nhau. Dạ. Em chào anh. Anh cứ gọi em tới nhà. Anh tới đền chỉ cho mệt anh. Nghe chú Phần Nam và hai đệ tử của con Phượng, với lại thằng hai nhờ tôi gọi điện thoại nói tụi này chẳng có ra gì. Tôi sốt ruột quá cho nên đến đây còn sao. Dạ. Bởi vậy các cụ đã dạy, dụng nhân như dụng người. Dạ. Người như thế nào thì mình sẽ dùng vào thứ đó. Dạ. Dạ đây. Đây, đây là lý lịch tử thuật của tụi nó. Coi đi. Cái gì đây? Chữ nghĩa gì mà ngoạch ngoạc như đống rác vậy? Đây. Nó làm trò với mình đấy mà. Không đâu anh, em thì lại nghĩ là tụi nó viết đúng sự thật đó. Một thằng á, hai tiền án, năm tiền sự. Còn một thằng á, bảy tiền sự, một tiền án, để còn dính vào ma túy nữa. Dạ. Hay là mình nói với Phượng Đê, rồi trong đám đệ tử ở quán phở, rồi lấy một hai đứa đi anh. Về phần Phượng Đê, nó ép mình nhận hai thằng này là nó có mục đích của nó. Phải tương kế tổng kế. Dạ. Cứ nhận đi rồi tìm cách loại trừ nó. Anh phải nói thì em phải nghe, chứ em ớn cái thằng nghiện nó lắm rồi. Chính cái thằng đó tôi lại muốn nhận hơn là cái thằng mang tội giết người ấy.
Nè, ngoan, chịu anh đi mà anh thương mà em. Em xin anh mà cho cái thằng đó ở đây, chắc ít bữa là em sập tiệm quá anh à. Tôi với chú cùng hội cùng thuyền. Chú mà chìm xuồng, tôi có khác gì đâu. Dạ. Chú cứ để từ từ rồi tôi tính. Dạ. Còn bây giờ chú cho tôi nhìn mặt hai thằng đó. Để em gọi tụi nó lên cho anh Bảy gặp mặt nghe. Không. Chú cứ tả hình dáng và chỉ chỗ tụi nó đang làm việc. Anh Bảy tự biết mình phải làm gì. Dạ. Cả hai thằng nó đang làm việc ở hành lang trong phòng karaoke á. Cái thằng tóc dài, mặt dữ dữ là thằng Sứ. Còn cái thằng mà da xanh xanh mét mét á là thằng Khá. Được rồi. Để em đưa anh xuống dưới. Tôi khỏi. Đừng mà, anh thương mà. Em tôi chỉ hát chứ không phải là gái. Nếu ông thích thì đi nơi khác mà tìm. Nè, đã vào chỗ này, cần bao nhiêu thì nói ra, tao trả. Nếu bước tới nữa tôi sẽ giết ông đó. Ok, ok, bình tĩnh. Ông đến hát à? Một mình hay mấy mình? Không, đi tìm người. Tìm người thì lên lễ tân mà hỏi, chứ sao lại xuống đây? Đi kiếm thằng em, nó hát ở đây nè. Thì cũng phải lên lễ tân để trình bày, rồi người ta sẽ cho người xuống gọi. Thôi được rồi, để tôi gọi điện cho nó. Alo. Alo, dạ em nghe ạ. Anh tới rồi. Dạ dạ. Ủa, anh Bảy. Tôi đi về. Anh chờ em lâu chưa? Thôi đi anh Bảy, về liền luôn hả? Ừ. Này, đã thanh toán tiền hát, tiền uống, tiền bo nhân viên phục vụ hát chưa? Đã thanh toán cho giám đốc hết rồi. Này, đừng có giỡn nhá. Giám đốc mà phải thu tiền hát của các ông à? Lên kêu Tâm hẹn xuống đây cho anh Bảy. Dạ. Thôi khỏi, để anh Bảy gọi điện cho cô Phượng. Alo. Anh Bảy vừa mới lo cho hai thằng đệ tử của cô Phượng có chỗ làm ăn ngon lành rồi. Bây giờ cô dặn dò với tụi nó vài câu, cô Phượng muốn nói chuyện. Alo. Nghe lời ông Bảy nghe chưa? Dạ dạ dạ. Cố mà làm cho tốt. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ, bọn con cảm ơn ông Bảy ạ. Giờ này còn sớm, mời ông Bảy ở lại hát cho vui. Thôi, tôi đang bận cái khác nha. Dạ, chào ông Bảy ạ. Lão Bảy xoài đấy. Bảy xoài hay bảy bưởi thì cây xác lão. Đại ca ngồi đây, em xuống nhà vệ sinh một lát. Ừ. Sao mà phải khóc? Chắc là bị thằng cha đấy bùng tiền bo phải không? Tôi không bảo cô chia đôi tiền bo đâu mà sợ. Nhanh đi mày. Nè mày. Anh đi mày. Nhanh lên. Các bà hả? Để. Vậy anh. Tìm tiền đi mày. Bỏ ăn không mà cười hoài bà. Dở quá. Alo. Alo. Diệu Linh hả? Ủa? Sao giờ này chưa thấy bạn đến dịu dàng? Tại mình có việc ở bên khách sạn Thịnh Dưỡng. Nó thua nó quạo đó mẹ ơi. Mày đánh đi. Phải 11 tới 12 giờ thì mình mới về bên đó. Mà bữa nay Giang Quân lại không đi chung với mình. Chán quá. Đậm da xì luôn. Vậy mình sang bên đó nha. Cái gì vậy? Thôi đừng. Bạn cứ ở bên đó đi. Khi nào mình xong việc rồi mình qua bên đó liền nha.
Alo. Dạ em nghe nè. Em cũng định qua Tịnh Dượng nè. Khi nào em điện thì đón em nha. Ừ. Ok. Chào anh. Ê mày, bữa nay có em nào mới không mày? Mấy em cũ bữa chán bỏ mẹ đi. Dạ, hôm nay có nhiều em mới lắm, anh vào chơi. Thế nhỏ mới ra không? Con nhỏ nào? Ở đây có nhiều em ra lắm. Con nhỏ xinh xinh mặc áo hồng mới ra đó. À, nhớ rồi, nghe điện thoại, mới bước ra ngoài. Nó vừa lên taxi đi rồi. Như con chó dịu linh đó. Em dụng vô người đó nó không cho. Thả vậy. Nó còn đòi ăn giết em đó chứ. Nó làm nó như là gái nhà lành bằng. Như cũ. Mày đúng là ngu như chó. Sao anh? Giờ này đang còn nhiều khách tử tế đến. Bộ mày không biết tính sao? Mà mày lại để như vậy. Em cố đợi tới tầng 2 nè. Kiếm con nhỏ nào ngon ngon để một trả thù. Mày trả thù cái gì? Trời ơi, thì trả thù con nhỏ đó. Hồi nãy á, ông mày, mày chỉ riêng với lại ông Tám. Mày cho con Diệu lên xuống phòng hát với em. Em tưởng đâu á, là người quen, dễ chịu. Ai vậy? Con nhỏ đó phải cho một bài học thật đích đáng. Khách ở sàn nhảy kêu nó như mannequin, khách ở phòng hát kêu nó như khúc gỗ. Bao nhiêu người cũng khác kéo khách vô, còn nó đuổi khách đi. Diệu Linh nè, mình là bạn bè với nhau, có chuyện gì bạn cứ nói ra đi, may ra mình giúp được mà. Cũng cùng là người mà sao bạn lại được sung sướng hạnh phúc, còn mình thì khổ sở cơ cực như vậy. Mình phải ký hợp đồng trả nợ cho ba má, cho nên là chập tối phải ở đây phục vụ khách hát. Tới 12 giờ thì mới qua bên đó đi nhảy. Mà thôi đừng khóc nữa. Có ở đây hay bên đó thì bọn đàn ông cũng sàm sỡ dày dò mình đủ điều hết à. Thôi đừng có khóc nữa. Đừng khóc nữa. Này cô bé, một mình mà dám ôm cả phòng à? Yên tâm đi, lát nữa bạn bè tôi kéo đến đây, tha hồ mà thu các loại tiền. Cô Diệu Linh, lễ tân vừa báo, cô sang ngay Dịu Dàng gặp anh hai có việc gấp. Dạ. Nhanh đấy. Trời, mới có 10 giờ rưỡi, chắc là có chuyện dữ rồi. Mà nè, anh hai là ai mà ghê gớm quá vậy? Là cái ông đang muốn quen với bạn Dạnh Văn Quân đó.
Alo. Em đi mà. Cái trò gì? Em về tới nhà rồi. Anh à, anh đến Diệu Vàng liền đi. Diệu Linh đang rất cần anh đó. Được rồi, em biết rồi. Mới về tới nhà mà đã gọi điện thoại cho ai vậy con? Công việc mà má. Nè, ăn chén chè sen đi cho mát. Dạ, nhưng để con tẩy trang đã. Để mặc như vậy khó chịu quá má. Trang điểm nhẹ nhẹ vậy đẹp nè, chứ trang điểm cầu kỳ quá không có hợp với con gì hết trơn à. Bữa trước á, cô bé Ba nói phải chi con cứ để mặt mộc như lúc gặp ở sân bay, thì chắc là con của bác Ngọc Mai đã không cầm lòng được rồi. Công việc của con mà. Mà con thấy anh Đắc Di cứ kỳ kỳ sao má. Bữa đó nó bận họp mà. À, mới rồi bác Ngọc Mai gọi điện tới, nói là Đắc Di nó vừa chỉ huy dây bắt một ổ cờ bạc lớn, núp dưới danh nghĩa đã gà có thưởng đó. Bác Ngọc Mai còn nói gì nữa không má? Thì nói là từ cái bữa mà Đắc Di nó phá được cái vụ đá gà đó thì phóng viên cứ tìm tới nhà đòi phỏng vấn hoài hả? Lúc nào anh ấy cũng thích là người nổi tiếng đó mà. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ba của Đắc Di ngày xưa cũng là một biệt động Sài Gòn nổi tiếng đó thôi. Nhưng mà sự nổi tiếng của bác ấy cả chục năm sau người ta mới biết đúng không má? Hôm nay người đẹp đi sớm vậy? Nè, anh hai kêu lên phòng anh gấp kìa. Mày ngon lắm. Hôm nay tao dập cho mày ra bả. Một là vừa làm vũ nữ, vừa làm ca sĩ.